Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở đây thì mình đang có một chiếc Oppo Mini 5, sản phẩm với thiết kế cực kỳ đẹp, bắt mắt. Và với mức giá là khoảng hơn 5 triệu đồng, khoảng 5,5 triệu đồng thì có lẽ đây là chiếc smartphone chụp ảnh cho chất lượng ảnh tốt nhất. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết về camera của chiếc Oppo Mini 5. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng điểm qua thông số kỹ thuật của camera trên Oppo Mini 5. Với camera trước, nó sở hữu camera với độ phân giải là 5 megapixel, góc chụp rất rộng. Camera này thì cho mức độ lời tình cao với chế độ beauty, chế độ làm đẹp. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một vài chế độ như là ở đây này. Đó là chế độ đèn flash với mặt trước. Khi chúng ta bật off nó đi này thì nó hơi tối, hay là khi chúng ta bật đèn flash lên khi chụp ảnh thì nó sẽ nháy sáng lên một chút, màn hình chuyển sang màu trắng, và khi đó thì mặt của chúng ta sẽ trông ảo diệu hơn. Màn hình này hơi hồng, khiến những bạn nào mà da trắng bệch thì cũng có thể đẹp hơn và trông rất là ảo diệu. Ngoài ra chúng ta sẽ có một vài chế độ rất là hay, mình khá là thích thú. Đầu tiên là Double Exposure, tức là chụp ảnh chồng hai ảnh với nhau, chúng ta có thể tạo ra nhiều bức ảnh rất thú vị. Chụp ảnh với camera trước là ảnh gimbal này, và đặc biệt mình ưng ý nhất có lẽ là Ultra HD. Với Ultra HD, nếu bình thường chúng ta sẽ chụp ảnh được ra bức ảnh là 5 megapixel, trong khi đó thì chúng ta chụp với chế độ Ultra HD này, chụp một phát lưu ảnh cũng tương đối lâu. Và khi vào thông số bức ảnh để xem chi tiết thì nó có độ phân giải là bao nhiêu đây, 5832 x 4374, nó tương đương với khoảng 25 megapixel. Với bức ảnh chụp camera trước này thì chất lượng ảnh nó cũng rất là tốt, và chúng ta zoom kỹ lên xem. Trời, đó, camera trước mà còn zoom lên được như này rất là rõ ràng. Tất nhiên sẽ chỉ là trong điều kiện đủ sáng mà thôi, trong điều kiện thiếu sáng thì rất khó có thể chụp ảnh được đẹp như thế này. Tuy nhiên thì với 25 megapixel, với camera trước này chúng ta có thể chụp ảnh thẻ thoải mái luôn, không cần phải nhờ người khác. Camera sau ở trên chiếc Oppo Mini 5 này cũng sở hữu thông số chỉ nhìn hơn một tẹo ở mức 8 megapixel. Nó không phải là quá xuất sắc, không phải là 13 hay là 16 megapixel gì cả. Tuy nhiên thì với camera này thì mình thực sự rất hài lòng. Ở đây thì đầu tiên sẽ nói về khả năng khởi động camera. Oppo vẫn trang bị cho Mini 5 khởi động bằng cách vẽ chữ O ở trên màn hình khóa này. Đó, khi đèn xì như vậy, chỉ cần vẽ một phát, chúng ta có thể khởi động được camera lên. Tuy nhiên mình chưa hài lòng một điểm, đó là nếu mà sử dụng bằng một tay ra đường mà một tay đang bận, ví dụ như đang lái xe chẳng hạn, mà muốn mở camera thì nó sẽ hơi bất tiện một tẹo. Mình thì chưa quen với thao tác này lắm, tuy nhiên thì việc nhận diện cái thao tác này cũng rất là nhạy và dễ dàng. Với camera này chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng hay, thú vị như là Ultra HD với camera sau này, chế độ Color Full Night này, Beauty, và mình thích nhất đó là hai chế độ. Thứ nhất đó là chế độ Slow Shutter, chế độ chụp ảnh phơi sáng. Với chế độ này thì Oppo Mini 5 hỗ trợ người dùng phơi sáng tối đa là 8 giây, giống với chiếc Oppo N1, và tất nhiên là thua kém so với Oppo Find 7. Tuy nhiên thì với khoảng 8 giây như vậy, chúng ta sẽ có thể tạo ra rất nhiều bức ảnh thú vị, nhất là các bạn nào mà sống thành phố này, chỉ cần lên cầu vượt, chụp xuống dưới, chúng ta sẽ có những bức ảnh tia sáng rất ảo diệu. Hay là như mình đang rảnh rang ngồi quán cà phê, cũng có thể tạo ra bức ảnh phơi sáng cực kỳ ảo diệu với thời gian phơi sáng là 8 giây. Tuy nhiên thì điểm khiến mình thích thú nhất đó là chế độ chụp ảnh thủ công. Với chế độ chụp ảnh thủ công thì người dùng có thể can thiệp được vào mọi thông số bức ảnh, từ white balance, chọn được các mức cân bằng trắng khác nhau theo từng nước một, chứ không phải là theo nhiệt độ màu. Và rất mong là Oppo sẽ cải thiện tính năng này để bá đạo hơn. Hay là với EV chúng ta sẽ có thể điều chỉnh tốc độ màn chập này, điều chỉnh độ nhạy sáng ISO, hay là điều chỉnh được bù trừ sáng. Và cuối cùng là MF thì chúng ta có thể lấy nét xa gần tùy theo ý thích, rất là hay, và có thể làm chủ được mọi thông số bức ảnh. Chụp ảnh macro, chụp hoa hay hoa sói cũng rất dễ dàng. Với camera này thì tốc độ chụp ảnh cũng rất nhanh, khi mình vừa đi xe máy khoảng 100 km/h, đùa điều ấy, chỉ là khoảng 40 km/h đi trong thành phố thôi, mình vẫn có thể cầm được điện thoại chụp ảnh mà nó không hề bị rung. Các bức ảnh mình chụp ở đây thì là vừa đi xe vừa chụp ảnh, và sẽ chụp ảnh ở chế độ chụp ảnh tự động. Với camera này thì các bức ảnh cho ra màu sắc tương đối trung thực, nhìn phải gọi là cực kỳ thích mắt luôn. Nếu như bạn nào mà biết điều chỉnh một chút cho nó bù trừ sáng thêm dễ hơn thì có thể chụp ảnh ra những bức ảnh cực kỳ ảo diệu. Còn mình thì với camera, mình đòi hỏi một camera cho màu sắc trung thực, để về sau có cần chỉnh sửa gì thì là nhét vào VS Code hay là nhét vào cái phần mềm chỉnh sửa ảnh, chúng ta có thể tùy chỉnh được các màu sắc theo đúng ý của mình luôn. Mà các bức ảnh gọng thì nó đề ra màu sắc chuẩn thì việc chỉnh ảnh cũng sẽ dễ dàng hơn. Khả năng quay camera thì cũng tương đối ổn, tất nhiên là nó không ngon như các flagship hay là những cái sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên thì với camera này thì khả năng chống rung của nó cũng khá là ổn, nó không rung quá nhiều, và mình sử dụng một tay vừa đi vừa quay camera thì nó vẫn cho khả năng chống rung cũng ở mức trung bình. Và dynamic range, cái khoảng sáng của nó cũng rất tốt, nó lấy đủ các chi tiết ở vùng tối cũng như các vùng sáng thì lại không bị cháy. Camera này mình đánh giá là khoảng 8 trên 10 điểm, rất là tốt. Tất nhiên là trong điều kiện chụp ảnh thiếu sáng thì nó chưa thể hiện hết sức mạnh của mình, chúng ta sẽ buộc phải sử dụng chế độ phơi sáng hay là chụp ảnh thủ công để có thể tạo ra những bức ảnh ít noise nhất có thể. Còn về chế độ auto thì cũng khá là nhiều noise đây. Trên đây thì mình đã cùng các bạn đánh giá chi tiết về camera của chiếc Oppo Mini 5.
Đây là một sản phẩm với mức giá rất hấp dẫn, khoảng 5,5 triệu đồng, nhưng chúng ta đã sở hữu một thiết kế đẹp. Bên cạnh đó là camera cực kỳ xuất sắc. Mình rất thích camera ở trên chiếc Oppo Meru 5 với nhiều tính năng hay, thú vị, nhiều tùy biến và chất ảnh cho ra thì rất là trung thực. Vậy thì theo các bạn, những yếu tố trên đã khiến chiếc Meru 5 hấp dẫn các bạn hay chưa? Mời các bạn cùng comment chia sẻ bên dưới. Nếu các bạn quan tâm đến giá bán của chiếc Oppo Meru 5 này, các bạn có thể truy cập vào website techone.vn. Bên cạnh đó, Techone cũng đang triển khai chương trình bán hàng trả góp với mức lãi suất ưu đãi cũng như là mức trả góp ban đầu rất thấp. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào website hoặc là xem các link ở bên dưới để có thể biết rõ hơn thông tin. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Techone, uy tín và giá trị đích thực.